Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và ngày hôm nay em mến chúc cho đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Đại gia đình ơi, xin nhớ like và đăng ký kênh để mà đón xem em và ủng hộ cho em có thêm nguồn động lực để làm những clip mới nha. Em xin cảm ơn đại gia đình của mình rất nhiều. Ngày hôm nay là một cái câu chuyện cực kỳ bá đạo luôn. Một người đàn bà xa chồng mà hồi xuân thử một đêm với anh Phi Châu 40 cm lực lưỡng, cái kết tao nói lê lết luôn. Thì mà mọi người cùng thưởng thức cái mẩu chuyện của em ngày hôm nay nha. Thì đây là cái câu chuyện mà em nghĩ rằng nó cực kỳ sống động, bá đạo vô cùng luôn. Cái câu chuyện như thế này thì có một cái chị gái này, chỉ có chồng nhưng mà do là vì điều kiện kinh tế đó, ông chồng này ông phải đi đi làm chỗ này chỗ kia xa lắm, có khi cả tháng mới về lần. Mà đàn bà mà khoảng chừng 40 45 tuổi mà chồng mà cứ đi vắng riết à, đôi khi cái tình cảm vợ chồng nó cũng lợt lạc bớt đi. Cái bà vợ lúc này là như là độ tuổi khoảng chừng bốn mấy tuổi, là coi như là hồi xuân rồi mà ông chồng đâu biết đâu hay đâu. Thì ông chồng này lại không có tâm lý, quên mất đi là mình đã có vợ lo làm ăn kiếm tiền riết à. Thì cái bà vợ này bà ở nhà bà cứ thui thủi mình vậy đó. Thì không ngờ là cái bà này bà đang ngủ ở độ tuổi hồi xuân, tôi nói bà toàn là bà rất là đẹp mà bà lại không có muốn ngoại tình, bà chỉ muốn là chung thủy với ông chồng của bà thôi. Thì bắt đầu là đến một cái thời điểm nào đó thì như là bà cũng phải bung lụa chứ sao giờ, bắt đầu là bà mới đi ra đường mà mới mua những cái áo đầm này nọ, bà bận như là dạ hội, bà đi chợ mà tưởng mới đi lễ hội sinh nhật hay là bạc thi gì đó. Thì xóm làng ai cũng biết là bà này bà xa chồng lâu quá rồi, cho nên là bà muốn diện trưng diện cho nó trẻ đẹp lại. Thì không có ngờ là kế bên nhà bà có một cái anh Phi Châu này, ảnh là con lai, có nghĩa là ba má ảnh á, là một người là người Phi Châu, một người là người Việt Nam, cho nên anh này ảnh rành tiếng Việt lắm. Mà anh này á, là ảnh tánh của ảnh là đào hoa dữ lắm. Như mọi người đã biết rồi đó, người Phi Châu với người Việt Nam mình là thể trạng nó khác nhau hoàn toàn. Người Phi Châu họ bự con dữ lắm, người Việt Nam mình thì nhỏ nhưng mà có vỏ. Đôi khi là không phải là mình nói là theo em giới thiệu thì em phải giới thiệu nó như vậy đó, chứ không phải là em khen em chê gì hết trơn hết trọi á. Ai thì cũng có người này người kia, cho nên là khi mà em nói tới cái anh Phan Phi Châu này là mọi người sẽ hình dung được ảnh rất là bự con, 40 cm là chuyện đương nhiên, có thậm chí cũng có 50 60 cm nữa. Và cái anh này ảnh lại rất là đào hoa, có nghĩa là xung quanh ảnh có rất là nhiều người con gái rất là yêu mến ảnh, tại vì người ta thích những có những người con gái người ta rất là thích quen những cái anh chàng cao to lực lưỡng như vậy á, để bảo vệ cho mình, để che chở cho mình đó. Con gái mà ai cũng vậy hết, và ngay cả Ngọc cũng vậy luôn. Cho nên là cái anh chàng này ảnh được rất là nhiều cô yêu yêu và ảnh cũng yêu rất là nhiều người, nhưng cái tình yêu của ảnh nó đến rất là chóng vánh. Có những người á, là cái bà này bà như xa chồng lâu năm rồi, bà hồi xuân bà cũng nhiều chuyện phải không, bà mới thắc mắc là sao cái thằng này nè, thằng cái anh Phi Châu rồi nè, tại sao mà lâu lâu á nó quen con nhỏ này cứ 3 tháng 4 tháng cái nó dắt về con, rồi cứ mới quen nhau được 3 4 tháng cái chia tay, cái nó dắt về nhỏ mới, rồi cứ dắt tới sống thử vậy hoài mà không kết hôn không gì hết đó, cứ sống thử vậy đó. Thì có những cô gái mới có 5 ngày một tuần lễ, mọi người tin không, là chia tay. Mà cái bà này bà rất là thắc mắc, không biết cái lý do gì mà cái anh Phi Châu này ai gặp ảnh rồi cũng yêu được mấy ngày, cũng sống thử được với nhau mấy ngày rồi cũng chia tay, không biết là cái lý do và cái nguyên nhân là từ đâu. Cho nên là bà này bà cũng rất là hiếu kỳ, bà cũng mong muốn một ngày đó bà được biết được cái câu chuyện này, nhưng bà không dám hỏi, tại vì bà với anh này đâu có thân thiết nhau đâu mà dám hỏi, hỏi cũng kỳ lắm. Thì đến một ngày ba má của anh Phi Châu này nè kêu bằng là cũng rất là lo buồn, như là muốn là bà ơi, mới hỏi chứ ông chồng thì cũng là Phi Châu lai thành tử cũng biết tiếng Việt nữa. Thì ông bà này mới buồn rầu dữ lắm, là bây giờ là con trai của mình là coi như là vợ con họ không có mà cứ quen ai cũng chia tay hết trơn á, mà có lẽ là chắc con trai của mình á, chắc là nó bị ai ám bùa hay sao đó. Cho nên là hai ông bà này coi như là rất là hoang mang, họ rất là muốn có cháu âm bồng, mà cái thằng con trai của mình nó cứ vậy hoài sao mình có cháu. Cho nên hai ông bà này mới nhờ người mai mối là kỳ này tôi với bà dứt khoát là phải bắt nó cưới con nhỏ đó cho bằng được, kiếm một con nhỏ nào mà con gái mà cứ bằng là còn như là còn mới lớn á, con gái mới lớn á đó, thì bắt đầu là cưới cho con của mình đại đi, rồi nó lo nó chí thú làm ăn đó, vợ chồng nó có nhau thì nó lập nghiệp, nó an cư lập nghiệp nó dễ hơn đó. Thì bắt đầu có vợ có chồng thì đồng đồng tắc biển Lâm cũng cũng cạn, tắc tắc biển Đông cũng cạn, Việt Nam mình có câu rồi đó. Thì bắt đầu là anh này anh mới gặp được cái cô gái Việt Nam này, rồi bắt đầu là cái cô này cũng cũng đẹp lắm đó, thì nhỏ nhắn xinh xắn, bắt đầu là hai người mới làm đám cưới với nhau
Thì cái bà này á, bà kế bên này bà xa chồng lâu rồi, bà thấy người ta đám cưới bên đây thì bà cũng tủi thân cho cái phận của mình, ước gì chồng của mình về có vợ có chồng cũng vui vẻ. Noel Tết đến rồi mà bà ăn Tết của mình bà. Bắt đầu cái ông chồng, cái anh chồng Phi Châu rồi nè, thì cưới vợ rồi, thì cái bà quá chồng, bà cái bà mà có chồng bên đây á, là bảo xa chồng lâu rồi, bà cũng thắc mắc là lý do gì mà nó chia tay nhau. Ôi, nó cưới con nhỏ này chắc cũng vài ngày nó cũng chia tay thôi, ai mà bền với thằng này đâu, thằng này nó có cái lý do gì động trời lắm này nè mà mình muốn biết mà mình không dám hỏi. Thì bắt đầu cái đêm tân hôn của người ta bắt đầu diễn ra, thì cái bà bên đây bà cũng đâu có ngủ được, bà cứ muốn hỏi hỏi cái câu hỏi đó mà bà không dám qua. Thì cái đêm tân hôn nó sau khi mà họ đám cưới rồi thì bắt đầu là cô dâu chú rể mới trải qua một cái cuộc cái đêm tân hôn động động phòng đó. Thì xong xuôi hết rồi thì cái bà quá chồng này nè, cái đêm hôm đó bà cũng thức nguyên một đêm, bà cũng không ngủ luôn, bà thấy người ta đám cưới bà mừng quá, bà thương cho số phận của bà hay sao bà cũng ngủ được. Thì bắt đầu là sáng hôm đó bà cũng nhất quyết bà đi tìm hiểu là thử xem cái cô gái này bao nhiêu lâu sẽ đi về nhà má nó, trong khi đó là thằng này là mình biết cái quá khứ nó rồi, cho nên là bà cứ đi theo như vậy. Và sáng hôm đó thì cái cô vợ của cái anh chàng này nè, anh chàng Phi Châu này nè, thức dậy thì bắt đầu là cái cô gái này cũng có một cái hành động rất là lạ, cô đem hết mùng mền chú gói của đem cô ra giặt hết trơn, cô giặt rồi cô đứng cô phơi ở ngoài đường á, mà cái hàng rào của cổ thì kế bên cái hàng rào của cái bà mà chồng chồng đi xa nè, xa chồng á hồi xuân này nè, thì bà mới thắc mắc, bà mới đi qua cái hàng rào bà mới suy nghĩ, chứ bây giờ đi tới lui ngay hàng rào bà mới suy nghĩ bây giờ mình có nên hỏi không ta, bây giờ mình phải hỏi chứ mình không hỏi là mình chịu không nổi, khó chịu quá. Bây giờ cái tư tưởng của bà nó cứ xen lẫn là có nên hay không, có nên hay không, cái bà mới quyết định là hỏi đại đi, tới đầu tới. Cái bắt đầu bà mới chạy qua bà mới hỏi à, em ơi à, chào em. Thì cái cô gái này cũng nói dạ chào chị à, em đang làm gì vậy? Dạ em đang phơi đồ chị à, ủa mà chị có câu này chị hỏi em đừng nói chị vô duyên nha chị. Dạ chị cứ hỏi đi, hàng xóm mà đâu có sao đâu. Ừ thì chị cũng ở bên kế bên nhà chồng của em cũng lâu rồi, coi như là hàng xóm thân thiết dữ lắm. À, chị có cái câu hỏi này mà từ tối đến giờ chị không ngủ được, chị rất là muốn hỏi em. À, em có thể giải đáp cho chị được không? Vậy thì chị cứ hỏi đi, chị hỏi thì em sẽ trả lời cho chị. Câu hỏi gì vậy chị? Ừ thì chị thấy em á, sao tự nhiên đêm ngủ sáng ngày, nay là đêm tân hôn của em mà sao đêm ngủ sáng ngày tự nhiên em đem mùng mền chú gối em giặt hết dẹp. Thì bắt đầu là cái cô gái này cổ mới nói dạ thì tại vì em thì cứ có chuyện này em cũng rất là khó nói, tại vì em cũng định giặt mình xong rồi em cũng đi về với má em thôi chị ơi. Ủa sao kỳ vậy, mới lấy chồng mà cưng sao mà chạy về với má là ba làm sao, cô con gái lấy chồng rồi đâu có được đi về cha mẹ, phải hỏi nhà chồng nha. Không, chắc là kỳ này em về luôn em không có về đây nữa đâu. Trời ơi cái bà thím bên đây bà cũng tò mò, bà thấy ủa sao kỳ ta, sao tự nhiên nó mới lấy chồng mà nó đòi về má nó rồi sao mà nhanh dữ vậy, thường thường mấy nhỏ khác chừng 5-10 ngày nó mới về mà sao nhỏ này mới có ngày à. Thì bà mới tiếp tục, bà lại thắc mắc, bà muốn biết cái sự thật nữa, bà lại hỏi tiếp tục. Dạ à, thì chị nghe vậy chị cũng thấy ủa sao kỳ vậy em, nhưng mà em có thể cho chị biết cái lý do gì sao được không? À, có gì chị san sẻ chị chia sẻ cho, tại vì chị em phụ nữ với nhau có gì chị tâm sự chị giúp cho em à, chứ vợ chồng mà đâu phải lấy chồng đâu phải đi mua ổn mì đâu hay là cái trứng cụp vịt lộn đâu mình có thể trả lại được cưng ơi, em suy nghĩ kỹ trước khi làm nha con nha, nha em. Thì bắt đầu cái cô gái này cũng nói dạ thì em cũng đã suy nghĩ rất là nhiều rồi, tại vì bây giờ chuyện này đó cũng rất là thầm kín, nhưng mà thôi bây giờ chỗ chị em phụ nữ với nhau em cũng không giấu giếm gì, với lại em cũng biết tâm sự với ai, mà chuyện này em nói ra thì em sợ ba mẹ em lo, mà em không nói ra thì ba mẹ em cũng không biết là tại sao nữa, bây giờ em cũng xin phép em nói với chị luôn. Chuyện là như vậy, thì cái đêm tân hôn á là cứ bằng là em rất là mừng vì em đã như là lấy được người chồng mà ba mẹ em là đặt lâu con ngồi đó, chứ em cũng không có quen biết cũng không chí không có quen không có yêu gì anh này hết, mà ba mẹ em nói là ảnh tốt thế này thế kia thì em cũng đồng ý. Nhưng khi mà em cưới chồng xong rồi á chị biết không, hỡi ơi trời đất ơi, em mới tá hỏa một cái sự thật, chồng của em sự thật gì em. Thì cái bà thiếp bà hỏi tới tấp, thì bắt đầu là chị này chị nói dạ thì chị cứ bình tĩnh đi em nói cho chị nghe, sự thật á là như vậy nè, là cái đêm tân hôn á là ông chồng em á ông đi uống rượu, ông anh Phi Châu hồi nãy nó mới uống rượu, thì ảnh uống rượu xong á thì ảnh vô phòng á là bắt đầu ảnh mới đi ngủ, ảnh làm nói mà em té nước luôn, trời đất ơi té nước luôn. Cái bắt đầu bà thiếp mới nói trời 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 gì em nói gì mà té nước dữ vậy,
Chị nói thiệt chí cưng nha, chị lấy chồng cắt cũng phải mười mấy năm nay rồi, chị đâu bao giờ thấy trường hợp nào nó lạ lắm, mà chị cũng chưa bao giờ nghe ai nói cái chuyện này luôn. Cái chuyện này chắc là lạ nhất Việt Nam luôn em ơi, chắc là lạ nhất thế giới luôn á. Cái gì mà tới té nước như vậy? Thì bắt đầu là cái cô gái này nói dạ em nói thiệt đó, em nói thiệt cho nên là em mới hoang mang quá, em muốn về nhà má em không muốn ở đây nữa. Thì bắt đầu bà thím mới nói khoan đã, bây giờ chị nghe mà nửa tin nửa không, 50-50, bây giờ không ấy giờ em hả đừng có về, chứ về làm gì mà té nước dữ vậy em. Không ấy là chị nếu mà chị không tin hả, để cho em tối nay nè, chị không tin đó, giờ em có cách nè, để cho chị tin nè. Cách gì vậy cưng? Trời ơi bây giờ tối nay ha, em mà tắt đèn một cái ha, chị qua nhà em chị thử đi, chị vô chị thử với ông chồng em thử coi là anh Phi Châu này, thử coi đúng những gì em nói hay không thì chị sẽ biết được. Bắt đầu chị này chị bà thím này bà nghe cái bà nói chồng của mình cũng đi vắng lâu quá rồi không có thấy về, bữa nay nhỏ này nó cho thử, ngu gì cũng thử. Cái bà mới nói thôi vậy giờ nếu mà cưng nói vậy thì thôi để chị vô chị thử, đằng đằng nào thì hồi em cũng về với má em rồi, với lại chị cũng vô chị tìm hiểu coi cái chuyện mà té nước thì nó rằng sao coi. Bắt đầu cái tối hôm đó cái bắt đầu cái cô gái này cũng mới tắt đèn, cái bà thím này bà bắt đầu bà mới bay vô, bà bay vô thì cái ông Phi Châu này ổng cũng xỉn xỉn đâu biết gì đâu, tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh đâu biết, trời đất mấy nước, trời đất ơi thiên hỡi luôn. Xong cái bắt đầu ông Phi Châu này ổng làm y gần y như mỗi ngày đó. Xong xuôi thì bắt đầu bà thím này á sớm mơi bà dậy, trời đất ơi tao nói bà đi hai hàng mà tao nói đầu tóc bà thì như một con rối vậy đó. Bắt đầu cái cô vợ mới hỏi sao chị thấy sao rồi, chị có thấy những gì em nói đúng không, thấy chùa chị thấy em nói đúng không. Trời đất ơi cưng ơi, phải chi cưng đừng nói chị nghe, trời đất ơi mày nói chi vậy, mày nói chi cho bản năng tao tò mò lên, trời đất ơi tao leo lên tao tìm hiểu, trời đất ơi cưng ơi chồng của cưng á nó làm té nước lệch á, nó làm mày té nước lệch á, nó làm tao té cục tức luôn, cái cục mức luôn á. Mày thấy ghê không má ơi, chà bá lửa luôn thiệt, hết hồn luôn, kêu bằng là rớt cục cứt luôn. Kêu bằng là thôi 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 tao sợ luôn, tao sợ thằng chồng mày luôn rồi. Đây là cái câu chuyện cũng khá là vui mà nó rất là ngắn. Cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều vì đã luôn ủng hộ những cái video kể chuyện của em nha. À, đôi khi có những câu chuyện em kể nhưng mà em thay đổi nhân vật nó cũng khiến cho nhiều người cảm thấy nó hào hứng, và đôi có những có nhiều người cũng thấy nó hơi hơi chán chán, nhưng mà có nhiều người thông cảm, như mọi người xin thông cảm với em là cũng có nhiều người người ta chưa bao giờ nghe cái câu chuyện của em cũng xin phép kể cho những người mà người ta chưa bao giờ nghe, và bên cạnh đó em cũng có những cái câu chuyện mới này nọ kia nữa cũng rất là vui. Cảm ơn đại gia đình của mình và xin chào, hẹn gặp lại đại gia đình trong những cái video tiếp theo nha, xin chào.